Animosity and Life. Trong cuộc sống của chúng ta thì ít nhiều gì cũng phải va chạm lẫn nhau, vì chúng ta sống cùng nhau, sống chung một xã hội, và đôi khi chúng ta lại có cùng mục đích đến, nên xảy ra tranh đấu, giành giật, dẫn đến thù hận là có thể. Giờ cái chuyện đó là ngắn hạn rồi cũng có thể dài hạn, có thể xảy ra, có thể ngắn hạn cũng có thể là dài hạn. Nhiều người chọn cuộc sống bình thường không phải vì họ không có khả năng, mà là vì họ không muốn dấn thân vào xã hội, không muốn va chạm, không muốn tranh đấu, vì sẽ gây thêm nhiều thù oán. Ai trong chúng ta rồi cũng ít nhất một lần va chạm với đời, va chạm với người khác mà chúng tôi tạm gọi là đối thủ. Không phải vì ghét chúng ta, là vì họ cùng mục tiêu với chúng ta. Thứ mà chúng ta muốn có thì họ cũng muốn có được, và đó cũng là nguyên nhân gây ra tranh chấp thù oán. Vì vậy, để hạn chế những phiền phức không đáng có, những va chạm không cần thiết, thì chúng ta phải che giấu đích đến của cuộc đời mình. Vì nếu chúng ta bộc lộ phần này sẽ kéo theo rất nhiều đối thủ. Mà đa phần chúng ta thường hay kể về ước mơ của cuộc đời mình, đó là một việc làm hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta không nên kể về mục tiêu của cuộc đời mình cho bất cứ ai nghe, thậm chí là người thân trong gia đình hoặc là những người bạn bè thân thiết nhất. Để tránh thù oán lại nảy sinh trong chặng đường của cuộc đời mình, bạn phải nghiêm túc tuân thủ điều này. Đôi khi bạn cứ nghĩ cô bạn đó, anh bạn đó rất thân, có thể thổ lộ mọi thứ, nhưng bạn không nên làm điều đó. Tất cả mọi thứ đều có thể tiết lộ, chỉ duy nhất mục tiêu của cuộc đời mình vẫn mãi mãi là bí mật, chỉ có mình mới biết. Tôi luôn đưa ra yêu cầu khắt khe cho những học viên của mình, bạn cũng vậy. Nếu bạn muốn đi đến thành công, bạn phải tuân thủ quy tắc mà tôi đã đưa ra. Trường hợp thứ hai là khi cuộc đời bạn đã vướng vào thù oán, thì bạn phải làm gì? Một cách duy nhất là bạn nên đi càng xa càng tốt. Nhưng để cho hành trình của bạn được an toàn, bạn phải giải quyết mọi vấn đề trước khi đi. Đó, trước khi rời đi là mình phải sắp xếp cho ổn thỏa rồi mình mới đi được. Đôi khi tôi còn không tin tôi, thì làm gì tôi tin bạn? Làm sao tôi có thể tin những người khác? Bạn luôn luôn nhớ rằng đời là cạm bẫy, là tranh đấu, là máu và nước mắt. Chẳng có vị ngọt nào đâu bạn của tôi ơi. Chúng ta vị tha cho kẻ thù của chúng ta. Chúng ta luôn muốn làm điều đó, nhưng liệu kẻ thù có vị tha cho chúng ta hay không? Chúng ta muốn hòa bình, nhưng rồi đối thủ có muốn điều đó hay không? Bạn là người lãnh đạo, bạn phải biết điều đó. Bạn phải tạo mọi điều kiện cho sự việc đi vào một trạng thái ràng buộc nhất định. Nghĩa là tất cả mọi người trong cuộc tự họ ràng buộc với nhau, và không một ai có thể hành động lộ liễu. Giải quyết im đẹp là như vậy, chứ không phải là giết người hay báo oán gì cả. Bạn nên nhớ điều đó. Nếu bạn nghĩ rằng bạn giết đối thủ thì bạn sẽ là người chiến thắng, suy nghĩ như vậy là sai. Rồi sẽ có hàng vạn đối thủ mới lần lượt kéo tới chỗ bạn để tranh đấu với bạn, để được đấu với bạn. Tôi nghĩ chắc rằng bạn sẽ không có một giây nào để nghỉ ngơi. Rồi tiến trình rời xa, rời đi khỏi cái chỗ đó là bắt đầu. Bạn đã là một con người xã hội, bạn đã đi theo dòng đạo giáo xã hội. Vì tôi tin chắc rằng bạn không bao giờ muốn tranh đấu thêm một lần nào nữa. Vậy hãy trở thành người xã hội chân chính nhất, thế giới đang chờ bạn. Thì lúc nào cũng vậy chứ. Lúc mà bạn gây thù chuốc oán xong rồi đó, người ta gây thù chuốc oán với mình nha, nhưng mà mình không được trả thù, mình không được giết người ta. Cái chuyện mình được phép làm là mình ngăn chặn người ta thôi. Mình làm sao để cho người ta không, người ta bỏ đi cái thói hư tật xấu đó. Tại vì sao? Tại vì mình là con người trong đạo giáo xã hội, chứ mình không phải tướng cướp. Nha các anh chị, mình không phải tướng cướp, mình không giết người. Mình chỉ gài họ vô một cái điểm nhất định, là họ không nhúc nhích được, họ không quậy phá được là được rồi. Chứ mình không giết người, mình là suy cho cùng mình cũng là người đi tu mà. Chỉ có điều mình khác với đạo Phật hay đạo Thiên Chúa vậy thôi. Mình khác với đạo Hồi. Chỉ có vậy thôi, họ tu là họ từ bỏ hồng trần thế tục, còn mình là dấn thân vào hồng trần thế tục. Nhưng mà mình không được nổi nóng, mình không được giết người, tại vì ở ngoài hồng trần thế tục nó có nhiều cạm bẫy, nhiều chông gai lắm. Con người độc ác lắm. Họ có đủ cách, họ có đủ chiêu, đủ trò để mà họ giết hại lẫn nhau. Mình ra đó để ngăn cản thôi, chứ không phải mình ra đó để giết họ. Nha các anh chị.
Chúc anh chị thành công.